Hello, hello, xin chào các bạn, đã đến với Thuần Cup đồ ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng gần 9 giờ tối tại Cali Hôm nay thì làm video cũng khá là trễ các bạn Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi Và yes my friend, chúng ta đã có cái sự chấp thuận cho cái quỹ Ether Spot ETF rồi Có thể là các bạn nhìn vào giá cả ngày hôm nay các bạn cảm thấy được là không có gì sôi động hết Giá của Ether đây thì cũng cỡ như ngày hôm qua là 3.800 đô Nhưng mà chúng ta nhìn thấy giá của BTC đó hôm nay lại xuống thêm một chút nữa các bạn Xuống khoảng chừng là 2% thì giá hiện bây giờ đã ở mức là gần 68.000 đô thì cũng cao hơn cái mức cách đây khoảng chừng là vài ngày đầu tuần khi mà chúng ta có cái thông tin là có thể có cái sự chấp thuận đến từ Ether Spot ETF thì lúc đó giá là khoảng 66.000 đô thì bây giờ vẫn cao một chút nhưng mà chúng ta cũng thấy được là giá cũng đang nguội lại nhiều so với lại cái mức cao gần đây đó chính là vào ngày 21 tháng 5 các bạn cách đây 2 ngày lúc đó nó lên tới mức là gần 72.000 đô nhưng mà đừng nhầm lẫn cho dù ngày hôm nay Chúng ta thấy được là giá nó không có di chuyển nhiều Nhưng mà đây là tin tức cực kỳ bullish dài hạn các bạn Mà không chỉ riêng cho Ether mà còn cho rất nhiều những cái token khác nữa Và cái thông tin ngày hôm nay rất là quan trọng các bạn Và giá bây giờ đó cũng không có phải là tệ đâu Chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều liên quan đến cái khái niệm là Buy the rumor, sell the news các bạn Và chúng ta đã biết là Buy the rumor, sell the news Có nghĩa là mua tin tức và bán tin thật Thì điều đó cũng đã xảy ra với lại Bitcoin Spot ETF Hiện bây giờ đó ít ra giá của Ether vẫn giữ được cái mức là 3.000 800 đô các bạn ngay lúc mà có thông tin ngay thời điểm này các bạn chúng ta nhìn thấy được là cũng đã có một cây sự giảm xuống rất là nhanh từ cái mức là khoảng chừng gần như 3.800 đô đẩy thẳng xuống tới mức là 3.521 rồi sau đó giá đẩy ngược trở lên các bạn và giữ được mức là 3.800 đô nhưng mà những cái này là ngắn hạn thôi các bạn chúng ta sẽ nói tới cái ảnh hưởng của sự kiện này dài hạn như thế nào và chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra trong thời gian tới đây khi nào chúng ta mới thấy dòng tiền đến từ những quy đầu tư vào Ethereum các bạn khi mà họ bắt đầu thu mua Ether cho quỹ Ethereum của họ và những người nào mà chưa có rõ chuyện đang xảy ra ra thì cũng đừng có lo lắng quá. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn trong cái video này và chúng ta sẽ bắt đầu trước hết thì các bạn thấy được là hôm nay đó thị trường nói chung cũng không phải là tốt tấm đâu chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán hôm nay đã kết thúc là một màu đỏ trong đó chúng ta có chỉ số Dow Jones giảm tới hơn 600 điểm các bạn một trong những ngày mà hiếm hoi mà cái chỉ số Dow Jones giảm nhiều như vậy giảm 153% còn chỉ số S&P 500 thì giảm 0.74 và Nasdaq thì giảm 0.39 cho dù là Nvidia đã có một cái quý một rất tốt các bạn nhưng mà hôm nay vẫn là một màu đỏ nói chung cho thị trường chứng khoán hợp đồng tương lai đó thì chúng ta nhìn thấy bây giờ thì xanh nhẹ một chút mà thôi cũng không đáng kể. Về hợp đồng dầu đó thì tiếp tục giảm xuống các bạn. Bây giờ mức là 76 đô 86 cent cho một thùng dầu. Vàng hôm nay cũng giảm luôn ở mức là 2331 đô. Về crypto đó chúng ta sẽ nói tới một lát nữa chi tiết như thế nào các bạn. Và nói chung đó hôm nay tình hình kinh tế đó thì cũng không gì gọi là quá đặc biệt đâu. Chúng ta có một cái lời chia sẻ đến từ JP Morgan CEO là Jimmy Diamond và ông nói là chúng ta vẫn còn có khả năng là sẽ có hạ cánh cứng các bạn, hạ cánh cứng có nghĩa là chúng ta sẽ có suy thoái tài chính, hạ cánh mềm có nghĩa là chúng ta có thể đẩy đuổi lạm phát mà không có suy thoái thì ông nói chúng ta vẫn có khả năng là sẽ có hạ cánh cứng và cái khả năng xấu nhất cho Hoa Kỳ chính là stagflation, có nghĩa là chúng ta sẽ có cái thời điểm mà không những là lạm phát không giảm mà cái phần trăm thất nghiệp lại tăng nữa. Nói chung thì mỗi lần mà JP Morgan nói thì mọi người lại lo lắng các bạn. Ngoài truyền thông tin này ra cũng không có gì gọi là lớn trong thị trường tài chính nói chung đâu nhưng mà về crypto thì các bạn này thấy được. Cũng tương tự như là những thị trường kia hôm nay số một chút các bạn tổng số vốn hóa là xuống khoảng chừng là 1.4% không phải là nhiều lắm hiện bây giờ vốn hóa mức là 2,68 nghìn tỷ hiện bây giờ nhưng mà chúng ta lại có tin tức rất là lớn các bạn đó chính là liên quan tới Ethereum Smart ETF hồi sáng này đã thuần chờ cả ngày luôn các bạn khoảng chừng là hơn 1 giờ chiều giờ Cali mới có thông tin thì các bạn thấy được hồi sáng này đó rất là nhiều người đó thì họ cứ refresh những cái trang web ngoài để coi coi là có thông tin mới hay là chưa và hồi sáng này đó thì chủ tịch Gary Gensler cũng đã có cuộc phỏng vấn và khi hỏi đó về quyết định của SEC ở Hoa Kỳ đối với lại Ether ETF thì ông chỉ nói là hãy chờ xem mà thôi các bạn khiến cho nhiều người đó lại càng lo lắng hơn nữa tại vì chờ hoài mà không có tin tức và càng chờ càng lâu đó thì nhiều người lại càng lo lắng là sẽ bị từ chối và thị trường lúc đó dao động rất là nhiều các bạn và chúng ta thì được là hồi sáng này đã cũng đã có tổng cộng là năm nhà lập pháp ở Hoa Kỳ các bạn năm dân biểu à, trong đó chúng ta có dân biểu Francis Hill chúng ta có dân biểu Josh Gautier dân biểu Willie Nichol dân biểu Tom Emmer và dân biểu Mike Flood năm dân biểu này là đến từ cả hai đảng các bạn và đã viết một lá thư để mà khuyên SEC nên cho thông qua Ether Spot ETF thật ra hôm nay nếu quyết định thông qua đã có rồi nhưng mà cũng không có liên quan đến cái lá thư đâu các bạn nó tóm lại đó gần đây chúng ta cũng có nhiều động tĩnh từ quốc hội và đây là một lá thư chủ yếu để cho mọi người thấy là quốc hội vẫn tiếp tục ủng hộ sự phát triển của ether sự phát triển của crypto nói chung thì cuối cùng sau một thời gian dài chờ đợi chúng ta cũng đã có tin tức chính thức được chia sẻ đó chính là SEC đã phê duyệt Ether Spot ETF rồi các bạn và được xác nhận bởi Bloomberg và nhiều nguồn khác và bây giờ đã có trên trang chính thức của SEC rồi. Nói chung nữa đây là cái bước tiến tới cực kỳ quan trọng các bạn khi mà chúng ta nói tới là Bitcoin Spot ETF được thông qua đó là khoảnh khắc lịch sử các bạn đó là khoảnh khắc mà Bitcoin đã thực sự trở thành một tài sản được công nhận không những là bởi những cộng đồng của crypto các bạn mà bởi forward bởi cộng đồng đầu tư xem Bitcoin đúng là một tài sản có thể đầu tư có thể lưu trữ được và chúng ta có thể thấy là bây giờ tới phiên Ethereum đó, thì đây cũng là một khoảnh khắc lịch sử các bạn cho dù Ethereum là đồng có vốn hóa lớn thứ nhì và vốn hóa của Ether đó thì cách xa những đồng còn lại chúng ta nhìn thấy được là cái đồng mà có vốn hóa kế Ether không tính Tether, Tether là cái đồng ổn định các bạn. Nhưng mà Ethereum nó vốn hóa bây giờ là 456 tỷ, cái đồng sau lưng Ether chính là đồng BNB các bạn, đồng Binance Coin. Chúng ta thì chỉ có 92 tỷ mà thôi khoảng cách giữa BNB hay là Solana với là Ether rất là xa nhưng mà Ethereum nó vẫn là một cái altcoin tại vì ngoài chỉ Bitcoin ra những đồng còn lại gọi là alternative coin các bạn thì Ethereum đã trở thành đồng altcoin đầu tiên mà chúng ta thấy được công nhận và có Ether spot ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Đây là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng các bạn và nó không chỉ là tốt đối với Ether mà tốt với rất nhiều những OCO luôn. Thôi chia sẻ chi tiết một lát nữa với các bạn. Thì sau đó đó chúng ta cũng đang thấy được là có cái sự dao động về giá cả chủ yếu đó chúng ta thấy có một chút xíu hiện tượng sell the news và hiện tượng này cũng đã xảy ra đối với lại Bitcoin Spot ETF. Thuận thấy là mỗi lần mà chia sẻ đó lịch sử trước khi mà có sự kiện thì mọi người đều nhớ và hiểu nhưng mà khi mà có sự kiện rồi đó thì lại có một số bạn đó là ta sẽ giá không thông ngay lập tức. Chứ như chúng ta đã nói nói tới cái sự kiện liên quan tới Bitcoin Halving Trước khi mà có Bitcoin Halving thì tôi đã chia sẻ nhiều lần và nhiều bạn cũng đã hiểu là lịch sử cho thấy là cái ngày Halving cũng khá là buồn chán các bạn Nó không có phản ứng nhiều đâu và lần này cũng như vậy các bạn nhưng mà sau khi Halving rồi đó thì vài tiếng sau lại có bạn hỏi thuận Tại sao Halving rồi mà giá không tăng vậy? <laughs> chúng ta đều biết cần phải có thời gian và chúng ta cũng thấy được là sau khi mà có Bitcoin Smart ETF cho dù chúng ta cũng đang nói tới cái khả năng là sẽ có hiện tượng sell the news nghĩa là nhiều người sẽ mua bitcoin trước đó chỉ đợi đến khi nào có tin tức xác nhận là có bitcoin spot ETF rồi họ sẽ bán để mà chốt lời thì điều đó cũng đã xảy ra với lời bitcoin các bạn và các bạn đã nhớ là cái hiện tượng này đã kéo dài tới 2 tuần sau khi mà được thông qua đó, thì lúc đó giá bitcoin đâu đó thường nhớ là khoảng chừng 44-45 ngàn đô hay gì đó tại vì giá cũng đã tăng khá là nhiều trước khi mà có cái tin tức là được chấp thuận các bạn rồi sau đó, đó giá đã tăng lên một chút nữa lên tới 49.000 đô nhưng mà từ 49.000 đô đã giảm xuống còn 38.000 đô trong vòng 2 tuần. Nhưng mà sau đó đó thì 3 tuần kế tiếp lại tăng ngược trở lên các bạn khi mà hiện tượng seller news đã coi như là hết rồi và chúng ta bắt đầu thấy có dòng tiền đi vào đó thì các bạn thấy được là có cái nhu cầu thu mua rất lớn dẫn đến có cú sốc nguồn cung dẫn đến giá Bitcoin đã từ cái mức 38.000 đô mà tăng thẳng lên tới mức là gần như 74.000 đô để tạo đỉnh mới cách đây khoảng chừng 2 tháng mà nhiều bạn cũng đang nhớ rồi cho nên bây giờ đó hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng tương tự đối với lại Ethereum nhưng mà thông sẽ chia sẻ chi tiết hơn những gì mà các bạn cần phải để ý đến trong thời gian tới đây để các bạn đừng có quá bỡ ngỡ vấn đề đó không phải là chúng ta thấy giá lên xuống được các bạn lo lắng hay là FOMO Điều quan trọng hơn hết là các bạn cũng phải có một cái thông tin nào đó để hiểu được Tại sao điều này có thể xảy ra để khi mà nó xảy ra rồi để các bạn cũng không có cần phải quá lo lắng nhưng mà ngày hôm nay đó cho dù chúng ta đừng nói đến là giá của Ether có thể giữ được cái mức là 3.800 đô hôm nay mà giá giảm xuống còn 3.600 đô 3.500 đô cũng là điều mà tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ đâu các bạn tại vì không ai có thể đoán biết được là cái số lượng người sẽ sell the news là bao nhiêu khi nào mà có hiện tượng xảy ra chúng ta mới thật sự biết chứ không hề nào mà biết trước được nhưng mà các bạn sẽ có cái tâm lý là sẽ có hiện tượng đó hiện tượng đó nó có mạnh hay không thì tới đó chúng ta mới biết và ngay ngày hôm nay đó thì vẫn chưa có gì hết các bạn giá vẫn là 3.800 đô cho Ethereum thì vẫn giữ được nhưng mà chúng ta cũng đã biết là đối với lại Bitcoin đó thì cần khoảng chừng 2 tuần để cái hiện tượng sell the news nó mới bắt đầu là dịu lại các bạn và chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới Ether đi thì các bạn thấy được là như thường vừa chia sẻ đó có người mua Ether để họ đón đầu thông tin rồi chút lời có người thì chờ thông tin rồi mới mua ngắn hạn thì giá nó sẽ nghiêng về bên nào mạnh hơn nhưng mà về dài hạn nên thì đây là cái tin tức cực tốt các bạn Chính sợ SEC từ chối mà thôi bây giờ đã phê duyệt rồi thì dòng tiền chỉ là vấn đề thời gian thôi các bạn khi mà bắt đầu giao dịch thì khi nào các bạn tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là hôm nay nếu như mà bị từ chối thì nó còn tệ hơn rất là nhiều nữa các bạn cả thị trường sẽ cực kỳ đỏ luôn ít ra đó thì SEC cũng đã phê duyệt rồi chừng nào trading thì chỉ là vấn đề thời gian thôi chúng ta sẽ chờ khoảng chừng từ 2 tuần hoặc là hơn thì sẽ có thông tin và bây giờ đã nhiều ước tính cho thấy là có thể là qua tháng sau các bạn hôm nay cũng là ngày 23 tháng 5 tại Hoa Kỳ rồi thì có thể là phải chờ tới khoảng chừng là 4 tuần nữa hay gì đó qua tháng 6 thì mới bắt đầu giao dịch cái tốc độ nhanh hay chậm đó là tùy SEC và những công ty họ hợp tác với nhau mà thôi thôi sẽ chia sẻ chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà chúng ta có thể thấy được Ether đã có Ether Spot ETF rồi Đây là một cánh cửa cũng tương tự như Bitcoin các bạn Để có thể có một dòng tiền mới Và cái dòng tiền này đã là bao nhiêu chúng ta không có thể nào đón trước được đâu Giống như là nhiều người đó thì họ nói là trong vòng năm đầu tiên Thì có thể là cái số tiền đi vào những quy Bitcoin Spot ETF là đâu đó khoảng chừng là 10-20 tỷ mà thôi Chỉ trong vòng hơn 3 tháng thôi các bạn đã có cái số tiền là 12-13 tỷ rồi Vượt xa hơn tất cả cái sự mong đợi của mọi người và cái nhu cầu để mà thu mua ý là bao nhiêu chúng ta cũng không có biết tại vì trên căn bản đó những người mà ở trên phố Wall họ không có muốn tự thu mua Bitcoin mà họ phải đợi có Bitcoin Spot ETF để thu mua thì những người đó khả năng cao cũng không có đủ chữ Ethereum đâu nhưng mà họ có hiểu và họ có tin Ether hay không thì tới đó mới biết được các bạn cho nên đó, chúng ta phải đợi cho nên khi nào giao dịch thì mới biết dòng tiền như thế nào nhưng mà sự thật là đây là một cánh cửa để mà chào đón dòng tiền mà trước đây không có tại vì những người đó họ cũng sẽ không muốn mua ether đâu nếu như mà không có ether spot etf thì sẽ có một dòng tiền đi vào thị trường này khi mà bắt đầu giao dịch và đương nhiên không phải ai cũng sẽ ở lại thị trường này các bạn cũng sẽ có người rời khỏi khi mà tình hình không tốt cũng giống như thị trường spot mà thôi nhưng mà quan trọng hơn đó là sẽ có người ở lại và chúng ta sẽ có thêm một cái nền tảng của một số người đầu tư mới trong thị trường này và dài hạn nó sẽ rất là tốt giống y chang như là chúng ta đã từng nói tới khi mà chúng ta nói về thông tin liên quan tới bitcoin spot etf và hơn thế nữa các bạn có một điều như bạn cũng đã nhớ đó chính là liên quan tới ether có phải được chứng khoán hay là không đây là cái câu hỏi mà được đặt ra trong thời gian gần đây các bạn nhất là đối với những cái vụ kiện tụng như scc và những công ty như là consensus như là coinbase thì bây giờ đó scc đã cho phép ether spot etf thông qua rồi thì không có lý nào họ vẫn nghi ether là chứng khoán và không những là thông nghĩ gì các bạn rất nhiều những cái luật sư hôm nay cũng có suy nghĩ tương tự và thông cũng đã chuẩn bị sẵn một số những cái thông tin để các bạn hiểu rõ hơn và quan trọng hơn nữa đó là chúng ta thấy được là nếu như mình đã có Ether Spot ETF rồi và Ether không phải là chứng khoán, không phải là SEC công nhận Ether không phải là chứng khoán mà hành động của họ đã công nhận Ether không phải là chứng khoán tại vì không có lý do gì mà họ cho thông qua Ether Spot ETF nếu như họ nghĩ Ether là chứng khoán mà bây giờ họ vẫn đang điều tra các bạn cái đó không có hợp lý và nếu là như vậy đó thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta không thể có những cái đồng khác ETF được giống như chúng ta tại sao lại không thể có XRP ETF tại sao không thể có Solana Spot ETF các bạn tóm lại đây thì mọi người bây giờ đang mơ mộng như gì có thể xảy ra kế tiếp thuần thì vẫn chờ xem chi tiết xem coi là khi nào SEC mới duyệt cây đơn S1 để bắt đầu có thể giao dịch thì các bạn thấy được là khi mà có thông tin á, thì rất nhiều người đã lên trang web của SEC để mà xem và đáng tiếc cũng tương tự như lần mà đã được thông qua cho Bitcoin Spot ETF lúc đó thì cái website cũng đã bị nhưng hoạt động các bạn lần này cũng như vậy các bạn thấy được là đây là một dẫn chứng cho thấy cộng đồng crypto rất là đông đông đến nỗi mà khi mà có những thông tin như là SEC đã cho thông qua Ether Spot ETF người ta bấm vào link để mà xem nó nhiều đến nỗi mà trong web này đã phân công hoạt động một thời gian bây giờ đã hoạt động trở lại rồi các bạn để người ta confirm xác nhận đây là thông tin thật và đúng là như vậy SEC đã cho thông qua rồi các bạn và hiện bây giờ đó lại có rất nhiều những cái thông tin gây hiểu nhầm về Ether Spot ETF để hướng chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn có rất nhiều bạn hỏi là như vậy là to ETF được thông qua hay là chưa thì câu trả lời là yes để được thông qua rồi các bạn đó chính là đơn 19B4 thì khi nào mới bắt đầu trading khi nào mà các công ty làm việc xong với SEC về chi tiết sản phẩm của họ như là đơn S1 các bạn, đơn S1 là cái đơn mà sẽ có nhiều chi tiết trong đó giống như là cái phí là bao nhiêu. Các bạn cũng đang nhớ chúng ta đã nói tới những thông tin này khi mà chúng ta nói về Bitcoin Spot ETF. Chỉ là theo thuận đó, cái đợt này nó quá gấp các bạn. Chúng ta thấy được là mọi người đều nghĩ là SEC sẽ từ chối. Mãi cho đến thứ hai đầu tuần này thì SEC mới đột ngột kêu những công ty này đó tranh thủ chỉnh sửa văn bản để có thể duyệt trong tuần này khiến cho không có đủ thời gian và theo thương hiểu đó hôm nay phải chờ đợi rất lâu để có tin tức tại vì SEC không có chuẩn bị gì hết nếu như mà họ đã có ý định chấp nhận từ trước thì tại sao họ lại đợi thúc phút cuối các bạn thì có khả năng là có những cái áp lực từ mặt chính trị chúng ta đã nói tới trong thì gần đây rồi các bạn và chúng ta cũng đã thấy được là đối với đời đơn S1 đó thì mỗi công ty họ sẽ nộp trở lại chỉnh sửa xong nộp trở lại theo ý muốn của SEC và có thể tốn 2 tuần hoặc là hơn thì họ mới bắt đầu có thể giao dịch được và có khả năng đó là đơn S1 sẽ được phê duyệt hay là không tại vì có nhiều người nói là có bao giờ mà đơn 19B4 được duyệt nhưng mà SEC sẽ mãi không phê duyệt đơn S1 cho nên chúng ta cũng sẽ không có thể nào mà có Ether Spot ETF giao dịch được thì thật ra đó không có lý do gì mà thông qua 19B4 mà không có gì cái đơn S1 đâu các bạn cái này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi và những thông dư chia sẻ đó tại vì thời gian gấp quá chứ còn đối với lại Bitcoin Spot ETF đó, thì cách đó khoảng chừng là 2 3 tháng. Chúng ta điều những công ty đó họ đã bắt đầu đối thoại đàm phán với SEC và nộp văn bản liên tục để có thể là chuẩn bị giao dịch cho nên đó, họ có thời gian để mà xem đơn 19B4 và cái đơn S1 của một lúc các bạn. Các bạn hãy nhớ là sau khi mà đã được duyệt rồi thì thường nhớ cũng là ngày thứ năm luôn và bắt đầu giao dịch từ ngày thứ hai tuần kế tiếp. Nhưng mà đối với lại Ether Spot thì nó quá gấp rút, bây giờ cần thêm thời gian để mà xem cái đơn S1 và đó là vấn đề thời gian thôi các bạn, không có lý do gì mà không được duyệt hết. Và một điều nữa đó là hôm nay các quỹ viên thì họ chỉ ủy thác đơn vị quản lý thị trường của SEC để mà duyệt Ether ETF mà thôi nhưng mà họ không có bỏ phiếu không giống như là cái đợt của Bitcoin Smart ETF mà không bỏ phiếu các bạn đợt này thì họ chỉ ủy thác cho một đơn vị khác thì như vậy đó thì có khả năng là họ có thể rút lại lệnh chấp thuận hay là không tại vì có một số thông tin nói là những cái quỹ viên của SEC thì có 10 ngày nếu như họ không đồng ý thì họ có thể rút lại cái đơn chấp thuận này thì không phải đâu các bạn cái mà được được nói đến là chỉ có thể hỏi thêm chi tiết nếu họ có thắc mắc gì mà thôi chứ còn họ không thể rút lại cái sự chấp thuận các bạn tại vì chính họ là người đã ra lệnh quỹ thác cho đơn vị quản lý thị trường của SEC ra quyết định cho nên chính họ là người đã giao cái quyền đó họ không thể nào mà giao quyền đó xong rồi họ lại rút cái lệnh chấp thuận nếu họ không đồng ý được họ chỉ có thể là hỏi một số câu hỏi và nếu như là như vậy chúng ta sẽ biết rõ ràng hơn là ở trong nội bộ SEC đã xảy ra chuyện gì trong vòng khoảng chừng là hai tuần qua mà mọi thứ nó lại quay xe nhanh như vậy các bạn từ khả năng là sẽ không được duyệt ai không nghĩ như vậy hôm nay bất ngờ để được duyệt các bạn và nói thật không phải là cái sự kiện nào cũng đòi hỏi những quỹ viên phải bỏ phiếu đâu, họ hoàn toàn có thể là bổ nhiệm một ai đó mà hiểu về tình hình giống như là các bạn bổ nhiệm một cái quản lý nào đó của SEC mà đã làm việc với lại Ethersport ETF một thời gian rồi, họ hiểu sản phẩm này thì có thể giao cho họ để ra quyết định. Điều này cũng không phải là quá bất thường đâu các bạn, đó là những gì các bạn cần nên hiểu về sự kiện ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ Đó chính là sàn giao dịch mà nhiều bạn đã quen thuộc đó chính là sàn BinX và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay BinX là sàn giao dịch tiên phong về copy trade từ những năm 2018 với giao diện dễ dùng cho trader mọi cấp độ Bên cạnh đó đó, BNX cũng là sàn chịu chơi khi mà là nhà tài trợ cho sự kiện blockchain lớn trên toàn cầu như là đối tác chính thức của đội bóng Chelsea. Hiện tại đó thì đang có chương trình độc quyền dành riêng cho cộng đồng thuận Capital tặng thưởng lên tới 25 đô khi bạn tạo tài khoản và nạp lần đầu tại BNX. Để mà kỷ niệm 6 năm phát triển đó, thì binance tổ chức chuỗi hoạt động trading giải đấu triệu đô kèm quà tặng lên đến 1 triệu đô la dành cho tri người dùng. Thời gian đó là từ ngày 7 tháng 5 cho đến ngày 34 tháng 5. Phần thưởng thì có chủ hoạt động với giải thưởng tương ứng, quỹ thưởng 1 BTC tại game, xúc bóng có thưởng, quỹ thưởng 1.000 đô tại hoạt động check-in hàng ngày, quỹ thưởng 500.000 đô khi mà tham gia cuộc đua trading nhóm quỹ thưởng 500.000 đô khi mà tham gia cuộc đua trading cá nhân. Thấy lợi đó thì check-in có thưởng check-in 3 lần một tuần để nhận nhiều quà tặng giá trị. Game xúc bóng đó thì nhận lượt xúc khi mà hoàn thành nhiệm vụ để tranh một BTC. Đua thấp trong các cuộc thi nhóm và solo về khối lượng giao dịch và ROI. Nhiệm vụ đây thì cũng khá dễ dàng, cùng với quà tặng thì cũng rất là hấp dẫn các bạn. Những người nào mà quan tâm đó thì có thể bấm vào cái link bên dưới Hùng sẽ để những cái thông tin chi tiết ở phần mô tả của video này cũng như thường lệ. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, BNX. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin đã bật trong video này. Nói tóm lại đó thì chúng ta phải đợi khoảng chừng là 2 tuần hoặc là hơn để bắt đầu giao dịch. Nhưng mà có thể là nhanh hơn các bạn tại vì SEC đã bắt đầu bàn luận với các công ty muốn phát hành Ether ETF về các mẫu đơn S1 rồi. Và các bạn đã thấy được là những công ty như là vàng cũng không lãng phí thời gian đâu họ đã lập tức nộp đơn S1 để chỉnh sửa lên cho SEC tại vì bây giờ đó ai cũng muốn là công ty đầu tiên có sản phẩm này tại vì các bạn biết là những sản phẩm này cũng giống như là Bitcoin Smart ETF nó tương tự như nhau cho nên ai mà ra thị trường trước có thể hút được là cái phần lớn dòng tiền cho nên ai bây giờ cũng muốn ra thị trường trước hết các bạn và có một điều nữa đó các bạn nên biết là đối với lại những cái quỹ được thông qua ngày hôm nay tổng cộng là có 8 quỹ các bạn những công ty chúng ta cũng đã biết rồi phải đeo đi blackrock vân vân nhưng mà trong đó cũng có một công ty đó chính là công ty rayscale và rayscale đó thì cũng có một số lượng y tờ sẵn cũng giống như họ đã có cái số lượng bitcoin kho sẵn rồi bao nhiêu thì chia sẻ với các bạn trong một số những cái thông tin kế tiếp nữa nhưng mà các bạn thấy được là blackrock thì cũng đã chọn mã chứng khoán cho họ là EA các bạn, ETHA cho quỹ E ETF của họ và đang được nạp vào DTCC. DTCC là một cái có thể hiểu là một cái đơn vị trung gian giúp để mà xử lý những cái giao dịch chứng khoán các bạn cho nên họ sẽ là cái đơn vị mà sẽ lưu trữ một cái trung tâm dữ liệu cho những cái mã chứng khoán thì uh, bây giờ BlackRock đã chọn cái mã chứng khoán là ETHA và đây là những cái bước để mà chuẩn bị trước khi trading. Và các bạn hãy nhớ là lần trước đó, thì Grayscale là người hùng đã dẫn đến việc được phê duyệt Bitcoin Spot ETF tại vì họ nộp đơn xong rồi SEC từ chối rồi họ kiện SEC ra tò rồi sau đó, đó SEC thua to rồi sau đó là mới có Bitcoin Spot ETF Lần này đó, thì Bitwise là người hùng khi mà đưa ra một phân tích chuyên sâu để chứng minh là Ether Futures ETF và thị trường sport có mối liên kết chặt chẽ và SEC đã đồng ý các bạn. Các bạn đã nhớ là cái đây khoảng chừng 1-2 tháng đó thì đã có nhiều cái thông tin nói là SEC đó có thể từ chối tại vì họ nghĩ là cái quỹ Ether Future ETF nó không có đi theo sát giá sport cho nên nếu như mà có cái quỹ Ether Spot ETF mà không theo được giá sport đó, thì dẫn đến ảnh hưởng đến những người đầu tư. Nhưng mà các bạn đã thấy được là công ty Bitwise cũng đã làm một bài phân tích chuyên sâu và cũng đã chứng minh được là sự thật cái quỹ mà ether futures etf đó, trade rất là gần cái giá spot chỉ là ether futures etf là hợp đồng tương lai các bạn nó không có tốt bằng ether spot etf tại vì ether futures là không có ether thực sự còn ether spot ta có ether thực sự cho nên khi mà có ether spot nó sẽ tốt hơn cho nhà đầu tư và SEC đã đồng ý các bạn cho nên chúng ta mới có cái sự phê duyệt ngày hôm nay. Tại vì các bạn đã nhớ là SEC đã cho thông qua Ether Futures ETF rồi, cái đây khoảng chừng 6 tháng hay gì đó. Và hôm nay họ cho thông qua Ether Spot. Tại vì nếu như mà Ether Futures hoạt động tốt thì không có lý do gì mà không cho thông qua Ether Spot hết, nó an toàn hơn. Và các bạn đã thấy là Jack Tavinsky đây là luật sư trưởng Covian Fund thì cũng đã Đồng ý là cái văn bản phê duyệt của ETF khá là ngắn các bạn, không nói gì nhiều chỉ nói là cái dữ liệu về mối tương quan giữa Ether Futures và Spot rất là mạnh nghe như là SEC giống như bị ép buộc phải cho thông qua Ether Spot ETF các bạn à, vì như thường chia sẻ tại vì Ether Futures được cho thông qua rồi nếu như mà không có vấn đề gì về việc theo sát giá cả thì không có thể nào từ chối được và có thể là gặp áp lực chính trị từ ai đó các bạn có thể là chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái phần quan trọng hơn đó là trong cái đơn phê duyệt này không đề cập trực tiếp đến việc tự có phải là chứng khoán hay là không nhưng mà đã rất rõ ràng đây là cổ phiếu của quỹ dựa trên hàng hóa các bạn đó chính là văn bản phê duyệt của SEC họ nói đây sẽ là một sản phẩm là một cổ phiếu của quỹ dựa trên hàng hóa cũng đồng nghĩa là họ đã đồng ý đây là một hàng hóa các bạn không phải là một chứng khoán và luật sư trưởng của Coinbase cũng đã đồng ý các bạn luật sư trưởng của Coinbase đã nói là không còn nghi ngờ gì nữa SEC đã công nhận Ethereum là hàng hóa và không phải chứng khoán qua cái động thái là phê duyệt Ether Spot ETF và chúng ta thì được là made a Lawman, một luật sư nổi tiếng trong thị trường này đã, cũng đã đồng ý rồi thì điều này rất cực kỳ quan trọng các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết là một câu hỏi mà khiến cho nhiều người lo lắng là có bao giờ SEC sẽ liệt Ethereum là chứng khoán hay là không Và nếu là như vậy đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn Đối với lại Ethereum Tại vì nếu là như vậy đó thì Ether sẽ không được trade Trên những sàn crypto các bạn Sẽ bị delist khắp nơi Mà Ethereum là một cái hệ sinh thái rất là quan trọng Các bạn đã thấy là gần đây những động thái như những cái well notice Mà họ gửi cho những công ty như là Consensus Uniswap Khiến cho nhiều người cực kỳ lo lắng Nhưng mà hôm nay nó cuối cùng cũng đã rõ ràng Là họ cũng đã công nhận Ether không phải là chứng khoán Và nếu Ether không phải là chứng khoán đó Thì sẽ rất là khó nếu như họ nói đồng này đồng kia là chứng khoán các bạn giống như Solana, Cardano họ sẽ khó khăn hơn để mà nói những đồng này là chứng khoán nếu như mà họ đã không xem Ether là chứng khoán tại vì nó có sự tương quan gần hơn là khi mà so sánh những đồng này với lại Bitcoin và các bạn đã nhớ là những cái vụ kiện giống như là bây giờ đã giữa SEC và Coinbase họ cũng đã nói những đồng như là Solana và Cardano chứng khoán nhưng mà bây giờ Ether không phải là chứng khoán thì khả năng Solana và Cardano chứng khoán là bao nhiêu các bạn khiến cho mọi thứ nó đã tốt hơn rất là nhiều nói chung đó sau khi mà có Ether Spot ETF cả thị trường altcoin cũng đã có một lợi thế đó là điều mà quan trọng hơn hết các bạn không phải là chỉ riêng là Ether sẽ có một cái dòng tiền mới và được công nhận được một sản phẩm ở trên phố Wall đâu mà bây giờ đó nó mở đường cho rất nhiều những cái altcoin khác cũng có thể có ETF và khả năng không phải là chứng khoán các bạn và chúng ta cũng thấy là ngày hôm qua thì cái dự luật Fit 21 cũng đã thông qua hạ viện rồi và trong dự luật đó đưa ra một cách để mà xem coi cái nào là chứng khoán cái nào là không phải đó cho những tài sản kỹ thuật số và khả năng phần lớn thị trường này sẽ không phải là chứng khoán dựa theo dự luật FIT 21 nếu như mà được thông qua và có rất nhiều câu hỏi về việc nếu như mà SEC đã có ý định cho thông qua Ether Spot ETF rồi thì tại sao họ lại phải tốn công gửi đơn về ý định kiện những công ty như là Consensus thì tôi nghĩ là có 3 khả năng các bạn thứ nhất SEC thật sự muốn kiện để phân loại Ethereum là chứng khoán nhưng mà áp lực chính trị gần đây khiến họ phải đổi hướng và phê duyệt ETF đó là một khả năng chúng ta nói tới điều này rất là nhiều trong thời gần đây rồi các bạn sau khi mà Trump nói là toàn lực ủng hộ crypto Thì ở bước hội đã lần lượt cho thông qua rất là nhiều luật các bạn Hôm nay cũng có một dự luật khác tôi muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa Và thêm vào đó, cái suy nghĩ và những động thái của bên chính quyền của Tổng thống Joe Biden Cũng đã có cái sự thay đổi, nó đã thân thiện hơn một chút Đó là một cái khả năng, khả năng thứ nhì đó là SEC nghĩ Ethereum hiện bây giờ không phải là chứng khoán Nhưng mà khi mà Ether ICO năm 2014 đó các bạn, cách đây 10 năm rồi Có thể các bạn không biết Ethereum là cái đồng đầu tiên mà sử dụng cơ chế ICO để mà kêu gọi vốn thì có thể lúc đó là một hợp đồng đầu tư vì lý do đó đó họ có thể kiện Ethereum để có thể là được đóng phạt các bạn cũng tương tự như là cái vụ SEC và Ripple các bạn đã biết là XRP đã được phán không phải là chứng khoán nhưng mà khi Ripple bán XRP thì lúc đó là hợp đồng đầu tư cho nên bây giờ là phần đó là phải đóng phạt thì có khả năng họ chỉ muốn những đơn vị như là Team Foundation đóng phạt mà thôi. Nhưng mà nếu như vấn đề là đóng phạt ra đó, thì không thành vấn đề các bạn. Tại vì uh, nếu như chỉ đóng phạt rồi tiếp tục đó thì uh, hệ sinh thái cũng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động mà thôi và Ether vẫn tiếp tục trên những sàn giao dịch như là bây giờ. Còn điều thứ ba là SEC chưa bao giờ có ý định kiện họ chỉ muốn hù cái công ty này mà thôi. Các bạn nghĩ khả năng nào cao hơn? Tại sao mà SEC lại gửi những cái đơn Với ý định kiện nhưng mà cuối cùng Là cho thông qua Ether Spot ETF? Nếu là như vậy có phải là đã quá tốn công hay không các bạn? Đã quá tốn thời gian. Nhưng mà sự thật các bạn đã biết là SEC thì chưa bao giờ họ chưa bao giờ nói Ether là chứng khoán hết. Các bạn đã biết là ngay cả hỏi thẳng Chủ tịch Giao Chancellor rất nhiều lần ông đều trốn tránh và không chịu trả lời nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ là họ đang có ý định liệt Ether để chứng khoán tại vì họ liên tục kiện hay là chuẩn bị kiện những công ty mà chỉ liên quan tới Ether mà thôi như là Consensus, như là Uniswap. Và ngày hôm nay đó thì nhiều người cũng bắt đầu chọc quê Michael Saylor các bạn tại vì gần đây Michael Saylor cũng đã lớn tiếng ở trên cái hội nghị Bitcoin cho thương nghiệp à, đã nói là Ethereum Cardano tất cả là chứng khoán, Solana Ripple, tất cả hết và Ether sẽ bị từ chối và sẽ không có Ether Spot ETF và sẽ được phán là Ethereum trong hè năm nay nhưng mà chưa gì hết chỉ trong vòng một hai tuần thôi là Ether Spot ETF được thông qua rồi các bạn thì đương nhiên nhiều người bây giờ trong mã của Saylor và thật ra đó đây cũng là điều thường thường hay chia sẻ với các bạn cái quy định đầu tiên của Thuận đó chính là đừng tin ai hết trong thị trường này. Các bạn thấy được là Michael Saylor Thuận thích thì không liên thích được các bạn nhưng mà chỉ thích ông trong cái lĩnh vực là BTC mà thôi các bạn. Bitcoin tại vì ông là cái công ty dẫn đầu trong việc là thúc đẩy những cái công ty khác lưu trữ Bitcoin. Ông là một tiếng nói rất là mạnh mẽ về việc đầu tư Bitcoin dài hạn các bạn Cho nên đương nhiên là thường thích rồi Tại vì ông là một người mà cực kỳ bullish Và cống hiến cũng khá là nhiều cho cây hệ sinh thái của Bitcoin hiện bây giờ Nhưng mà các bạn nên biết là bây giờ đã Tài sản của ông cũng như tài sản của công ty Phần lớn nằm ở trong Bitcoin Thì đương nhiên ông không muốn số tiền Hay là dòng tiền đi ở bất cứ động nào khác ông chỉ muốn tất cả tập trung như bịch không mà thôi các bạn tại vì đó là tất cả của ông mà cho nên các bạn thấy được là mỗi người đó khi mà họ phát biểu thì chúng ta cũng nên hiểu là họ phát biểu từ góc cảnh nào cũng như như kênh này các bạn thuộc là người mà yêu thích lưu trữ crypto thì nghĩ sao mà tôi nói xấu về crypto Các bạn cứ nên lập ra chỉ để chia sẻ thông tin liên quan đến crypto chứ nhưng mà nào mà yêu thích crypto mà thôi ngày hôm nay tôi nói chuyện hơi nhanh một chút tại vì cũng khá là tối rồi và hôm nay cũng rất nhiều thông tin các bạn không muốn rút nhắn lại để mà chia sẻ nhiều thông tin nhất với các bạn có thể cho nên nói hơi nhanh một chút và các bạn đang thấy được là nhắc nhở nhẹ đó tỷ lệ phê duyệt ETF của BlackRock tính tới hôm nay là 577 trên 1 các bạn có nghĩa là trong lịch sử của BlackRock đó chỉ có một lần duy nhất bị từ chối mà thôi còn lại đó là 577 lần là điều được thông qua hết các bạn <laughs> Các bạn thấy được là đây là một điều mà nhiều người sẽ chú tâm Khi mà BlackRock để đơn để có một cái ETF cho một cái token khác Tại vì khả năng được duyệt của họ rất là cao Và chúng ta cũng thấy được là Brian Kelly cũng đã lên CNBC Và nói là ông tin cái đồng kế tiếp có ETF không phải là XRP các bạn mà chính là nè Lý do thì ông nói đơn giản thôi tại vì cái nhu cầu để mà trading, nhu cầu để mà sổ hữu Solana rất là cao Nhất là đối với cộng đồng đầu tư và các bạn thấy được là bây giờ đã phát ngôn viên của sec cho biết là họ sẽ không bình luận thêm gì ngoài lệnh phê duyệt các bạn đã thấy được là sau khi mà có bitcoin spot ý thức được thông qua đó thì sec cũng đã chia sẻ nhiều thông tin ngay cả trên tịch chancellor cũng đã chia sẻ một cái tin tức ở trên trang báo chính của sec về lý do tại sao mà cho thông qua vân vân hôm nay đó thì không các bạn hôm nay đó họ cho thông qua nhưng mà khá là im lặng À, phát ngôn viên của SEC bây giờ không muốn đề cập tới vấn đề này nữa Nói <laughs> là mọi người cứ đi xem định phê duyệt đi đừng có hỏi gì thêm và hồi nãy tôi có chia sẻ với các bạn đó liên quan đến những cái bước kế tiếp chúng ta đã biết là bây giờ chúng ta chờ đợi những cái đơn S1 được phê duyệt thì khoảng chừng là hai cho đến vài tuần nữa mới có cái ngày giao dịch ETF là khi nào các bạn nhưng mà khi bắt đầu giao dịch rồi đó chúng ta mới bắt đầu thấy là dòng tiền bắt đầu chảy vào một điều các bạn nên biết đó là bây giờ chúng ta sẽ trong cái thời điểm mà chúng ta xem coi là cái lực sell R news mạnh cỡ nào? Tại vì các bạn đang thấy được là đối với lại Ethereum thì khi mà có cái thông tin là có khả năng được thông qua đầu tuần này đó thì giá đã tăng bọt luôn các bạn từ chỉ có 3.100 đô mà tăng lên tới cái mức là 3.900 đô. Bây giờ vẫn mức cao các bạn là 3.800 đô. Nói chung đó, thì đã tăng khá là nhiều rồi từ 3 100 cho tới bây giờ chỉ trong vòng có vài ngày mà thôi. Cái số lượng tăng này nó không hề nhỏ đâu. Nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ đã có tin rồi Thì chúng ta hãy xem coi là cái lực Sarah News sẽ có mạnh hay là không Thì trong vòng tôi nghĩ là một hai tuần tới đây Phần lớn đó nếu như có được bán có thể đến từ Southern News các bạn và thứ nhì nữa là sau đó đó chúng ta sẽ bắt đầu có dòng tiền chảy vào thị trường này nhưng mà các bạn Không nên nhớ là Rayscale cũng là một trong những công ty mà họ cũng có thể có cái quỹ Ether Spot ETF tại vì họ cũng đã nộp đơn và đã được duyệt và họ sẽ chuyển cái quỹ Rayscale Ether Trust của họ đã có cũng từ lâu rồi và trong đó đó tương tự như là Bitcoin họ cũng đã lưu trữ Ethereum một thời gian dài rồi các bạn và dựa theo cái thông tin à, hiện tại đó thì họ có khoảng chừng là 2.9 triệu token Ethereum các bạn Các bạn đã biết là cái con số này đã không hề nhỏ đâu Con số này đó, các bạn nhìn thấy được là ở trên uh, The Block thì họ nói là 2.96 triệu token Ether thì đâu đó nó sẽ đáng giá là khoảng chừng 10 tỷ hay là hơn. Tại bây giờ giá cũng tăng lên được các bạn 10 thêm một tỷ gì đó. Thì con số này cũng không nhỏ. Thì khi mà bắt đầu giao dịch chúng ta cũng nên hiểu là cũng sẽ có một số lượng người họ sẽ bán cái số lượng Ether của họ. Tương tự như là khi mà Trayscale Bitcoin Trust chuyển thành Trayscale Smart ETF thì các bạn thấy được là trong thời gian khoảng chừng là 2-3 tháng đầu thì có cái lực bán. Nhưng mà có thể là không có nhiều như là Bitcoin đâu. Tại vì lúc đó là cái lúc mà chúng ta biết là app X, genesis những công ty mà phá sản họ cần phải bán để mà trả tiền cho nạn nhân đối với y tưởng có thể khác một chút các bạn nhưng mà cũng sẽ có lực bán cho nên những cái tuần đầu tiên có thể chúng ta thấy được là cái dòng tiền vào có thể là có nhưng mà cái dòng tiền ra có thể nhiều hơn cho nên hoàn toàn có thể là sau khi chúng ta trải qua hai tuần đầu tiên đó, khi mà giá đã ổn định lại rồi bất cứ là mức giá nào sau đó chúng ta bắt đầu có dòng tiền chảy vào thì có thể là trong vòng một hai tháng đầu đó nó sẽ không rõ ràng đâu các bạn nhưng mà cũng giống như là chúng ta nhìn vào Bitcoin Spot ETF sau khi mà cái lực bán từ Rayscale đã chậm lại rồi và cái lực mua đã vẫn tiếp tục sẽ khiến cho giá cả tăng trưởng và chúng ta cũng sẽ thấy hiện tượng tương tự, tự xảy ra. Có nghĩa là có thể là phải chờ thêm một thời gian nữa chúng ta mới thực sự thấy được cái sự ảnh hưởng của dòng tiền từ Ether Spot ETF đi vào trong thị trường. Chứ không phải là ngay lập tức đâu vấn đề là thời gian mà thôi các bạn nhưng mà về dài hạn nó rất là tốt giống như chúng ta thấy được là sau khi mà có cái sự điều chỉnh khi được thông qua đó khoảng chừng là hai tuần sau đó giá ổn định lại rồi giá bitcoin đã tăng vọt lên từ cái mức cao mới chúng ta cũng đã chứng kiến cách đây khoảng chừng là hai tháng và chúng ta cũng thấy được là ngoại trừ những thông tin đó hôm nay cũng có một dự luật khác nữa đã được bỏ phiếu các bạn nó tóm lại gần đây đó thì mỗi ngày đều có những thông tin liên quan tới dự luật liên quan đến crypto được bỏ phiếu trong khi chúng ta chờ đợi mấy năm trời đã không có tin tức gì hết mọi thứ đang diễn ra rất là nhanh các bạn và cái dự luật này là dự luật chống CBDC tiền của số quốc gia tại vì rất nhiều người đang nghĩ là CBDC được phát hành bởi Fed sẽ là một công cụ để mà giám sát tài chính của người dân và hôm nay bỏ phiếu rất là sớm các bạn thì cuối cùng nó cũng đã được thông qua hạ viện rồi với cái số phiếu là 216 gian như nghĩa là ủng hộ và 192 nay nghĩa là chống thì cũng đã được thông qua các bạn nhưng mà nó không phải là cái số phiếu áp đảo như là hai dự luật chúng ta đang nói tới gần đây như là Fed 21 và cái dự luật để mà xóa bỏ quy định sáp 121 nhưng mà đây cũng là một cái dự luật mà cộng đồng crypto muốn được thông qua các bạn thì bây giờ được thông qua hạ viện cũng tương tự sẽ được đến thượng viện rồi mới đến tổng thống ký và Pensbo đó hôm nay đây là một cái trang web của cung cấp thông tin cho bạn họ nói là nhà trắng sẽ không đưa ra lời đe dọa phủ quyết đối với dự luật Fit 21 đây là dự luật mà chúng ta nói tới khá nhiều trong video ngày hôm qua các bạn cái dự luật về nền tảng của crypto nếu như mà được thượng viện thông qua nó khả năng cao nhà trắng sẽ ký và sẽ trở thành luật thì tại sao lại có cái sự thay đổi gấp rút như vậy thường chỉ thay nghĩ đến một cái yếu tố thôi các bạn đó chính là Donald Trump Các bạn đã nhớ là Donald Trump cái tay 2 tuần đó thì ông đã lên tiếng nói là sao ủng hộ crypto và rất rõ ràng ngay sau đó đã có hàng loạt những động thái đến từ Nhà Trắng đến từ Quốc hội các bạn liên quan đến crypto và rất nhiều lượt được nói đến và được thông qua và hôm nay chúng ta cũng thấy được là có Ether Spot ETF được thông qua một cách rất là đột ngột đối với thuần và chúng ta nhìn thấy được là Donald Trump thì bây giờ ra thì ông nói là ông sẽ gây dựng một cái đội quân ủng hộ crypto và nhiều những nghị sĩ khác các bạn giống như là Senator Loomis cũng đã hưởng ứng theo các bạn nói là bà cũng sẽ gây dựng đội quân ủng hộ crypto để mà chống đối lại đội quân anti crypto từ thượng nghị sĩ Warren có thể nói là thượng nghị sĩ Warren đã giúp đỡ thị trường này rất nhiều các bạn chính vì bà có cái tư tưởng anti crypto mạnh như vậy khiến cho thị trường này đã đoàn kết lại các bạn khiến cho những người ủng hộ crypto ở quốc hội để đoàn kết lại để mà chống lại bà cho nên bà cũng đóng góp không ít cho các bạn khiến cho mọi người đoàn kết hơn và chúng ta cũng còn một vài thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn trước hết á, chúng ta hãy nói về Moody's đi thì đây là cái công ty mà họ xếp hạng tín dụng của những quốc gia và những cái trái phiếu khác nhau của các bạn và họ đã nâng xếp hạng tín dụng của El Salvador từ Caa3 lên Caa1 CA1 tốt hơn là CA3 thì Moody nói là Chuyển vọng kinh tế vẫn ổn định, việc nâng cấp này phản ảnh rủi ro tín dụng giảm đáng kể và khả năng căng thẳng thanh khoản đã thấp hơn. Bà thông tưởng nền kinh tế của Salvador sẽ hoàn toàn sụp đổ sau khi chấp nhận Bitcoin làm tiền hợp pháp cái đây 3 năm chứ các bạn. <laughs> Đó là điều mà họ muốn các bạn tin họ ở đây đây chính là IMF những quỹ tiền tệ quốc tế. Chúng ta nói tới uh, ngân hàng thanh toán quốc tế, BIS vân vân thì họ là những người mà muốn các bạn nghĩ như vậy tại vì họ không thích Bitcoin tại vì Bitcoin làm yếu quyền lực của họ sự thật đó sau 3 năm El Salvador nền kinh tế tốt hơn trước đây nữa và tuy các bạn nhìn thấy được là cái xếp hạng này đã không phải là cao lắm nhưng mà cũng đã tiến bộ rồi tại vì các bạn thấy được là trước đây El Salvador là xếp hạng là CAA3 càng thấp đó, thì khả năng quốc gia đó phá sản càng cao các bạn bây giờ họ đã được nâng lên CAA1 rồi bên trên này các bạn chỉ một bước nữa thôi là sẽ lên tới hạng B và đương nhiên Hoa Kỳ thì bây giờ đang ở mức là AA1 các bạn thì đương nhiên bên trên này đó sẽ là những quốc gia mà nó an toàn hơn khi bạn mua công trái phiếu nhưng mà ít ra thì công trái phiếu của Salvador cũng đã tiến bộ rồi các bạn đã trên cái mức CAA1 một bước nữa thôi là trở thành hạng B rồi và chúng ta bây giờ hãy nói về dòng tiền của Bitcoin Smart ETFT thì ngày hôm nay đó chúng ta đã có dòng tiền dương các bạn. Và dựa theo Farsight đó thì dòng tiền được thu vào ngày hôm nay là 107 triệu đô la các bạn. BlackRock thu vào 89 triệu. Nhưng mà một nguồn khác đó chính là đến từ Hodl 15 Capital thì các bạn nhìn thấy được là họ nghĩ là BlackRock hôm nay chỉ thu vào có 0.1 triệu mà thôi Nghĩa là có 100 000 thôi các bạn Thì thường không biết bên nào đúng bên nào sai Nhưng mà hôm nay vẫn là một ngày mà có dòng tiền dương các bạn Và nếu như là pha sai nói đúng đó, Dòng tiền hôm nay cũng không nhỏ đâu Hơn 100 triệu Tiếp tục là có cái lực mua đến từ những cái quỹ này các bạn Và chúng ta tiếp tục có nhiều ngày Có dòng tiền dương như thế này Thì cứ tiếp tục chúng ta cũng sẽ có cái cú sốc nguồn cùng mà thôi và chúng ta cũng thấy được là ở Hồng Kông đó thì quỹ ban chứng khoán và hội đồng tương lai Hồng Kông đang xem xét có nên cho phép các công ty phát hành spot Ether, ETF, stake Ether hay là không. Và hiện bây giờ ở Hoa Kỳ đã cho dù hôm nay đã được thông qua nhưng mà rất rõ ràng là những công ty này họ chỉ được lưu trữ Ether mà thôi không thể nào mà dùng Ether để mà đem đi stake. Tới thật ra đối với Thuận thì Thuận cũng không có nghĩ là cho họ đem đi stake nó an toàn đâu các bạn. Đó là suy nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi. Nhưng mà Hồng Kông đó thì họ đang nghĩ đến việc là mở đường những công ty này đem cái số lượng Ether đã đi stake rồi sau đó chia lợi nhuận cho những cổ đông và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái thông tin khác chính là cái phần trăm bị cho có lời dựa theo Classno là bao nhiêu các bạn thì đối với lại Classno đó chúng ta nhìn thấy được là tính tới ngày hôm nay thì chúng ta đã rời khỏi dùng màu đỏ rồi ở cái mức giá hiện tại đó thì 93.1% của cái số lượng Bitcoin đang có lời hiện tại cũng còn cao các bạn nhưng mà chúng ta cũng đã rời khỏi dùng màu đỏ này rồi vùng màu đỏ này nghĩa là trên 95% có lời và chúng ta cũng còn một số thông tin khác cũng rất đối bật các bạn liên quan đến crypto Chúng ta có thông tin đến từ ngân hàng Zappo Đây là ngân hàng có trụ sở ở Rio chuyên về crypto các bạn Và bây giờ họ đã cho phép khách hàng của mình gửi Bitcoin thông qua mạng lưới tầng 2 Lightning Network các bạn Năm nay là một năm cũng có nhiều tiến triển liên quan tới mạng lưới Lightning Chúng ta cũng thấy được là Rayscale đó họ cũng chuẩn bị ra mắt hai quỹ đầu tư mới một quỹ là về Near Một quỹ là về uh, stack các bạn STX Thì grayscale Near Trust và grayscale Stacks Trust đã mở cửa vào ngày 23 tháng 5 ngày hôm nay cho phép các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức được công nhận như là những cái nhà đầu tư có tiền và những tổ chức đầu tư có thể tiếp cận Near và Stack. Chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ đến từ Contagraph. Thường nhớ như là cái video này cũng đã khá lâu rồi các bạn, cách đây cũng vài tháng. Nhưng mà hôm nay đó họ lại chia sẻ trở lại cái clip này. Thì trong clip này đó, Josh Hutchinson của Cardano nói là tôi không thấy Bitcoin có thể tồn tại như thế nào. Nó là một tôn giáo, không phải là một hệ sinh thái. Vì vậy, chúng ta không nhất thiết cần Bitcoin. À, và đối với Thuận thì à, các bạn đã biết quan điểm của Thuận rồi. Nếu như Bitcoin là một tôn giáo thì tốt quá rồi các bạn. Vì tôn giáo đã tồn tại từ thuở sơ khai và sẽ không ngừng phát triển. Vì bạn có biết, John Hoskinson trẻ hơn Thuận 3 tuổi. <laughs> và chúng ta đã thấy là một thông tin khác cũng rất lạc quan. Đó chính là Coinbase đã hỗ trợ mua bán XRP cho người dân ở New York thì Coinbase đã delist XRP vào năm 2021 khi mà vụ kiện xảy ra giữa SEC và Ripple tuy đã hỗ trợ XRP trở lại một năm trước ở nhiều tiểu bang nhưng mà ở bang New York thì các giao có bạn nhưng mà cuối cùng họ cũng đã thuyết phục tiểu bang New York cho họ cung cấp dịch vụ cho XRP để người dân New York có thể tiếp cận được và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến một cái khảo sát từ Fed các bạn thì họ nói là cái số lượng người Hoa Kỳ trưởng thành sử dụng hoặc là sở hữu crypto đã giảm xuống còn 18 triệu vào năm 2023. Chỉ 7% người trưởng thành báo cáo đã sử dụng crypto, giảm từ 10% năm 2022 và 12% từ năm 2021. Người có thu nhập trên 100.000 đô mỗi năm và nhóm tuổi từ 30 tới 44 đó thì có tỷ lệ sử dụng crypto cao nhất. Nam giới sử dụng crypto gấp 3 lần nữ giới. Khảo sát của Fed cũng cho thấy là kết quả này thấp hơn nhiều so với tuyên bố của Coinbase là 52 triệu người Hoa Kỳ đang sử dụng crypto. Thì không biết là họ khảo sát như nào các bạn. Coinbase thì họ là một sàn giao dịch, họ sẽ có cái thông thống chi tiết hơn nhưng mà dù sao này nữa đó cho dù là phép tới đúng đi 7% người trưởng thành cũng không phải là số nhỏ đâu các bạn các bạn nghĩ là 100 người thì 7 người đã sử dụng crypto rồi và con số là 18 triệu người nên nó cũng không phải là con số nhỏ đâu con số thống kê của Fed là nó thấp hơn 18 triệu con số của Coinbase sẽ cao hơn nhiều là 52 triệu khả năng sự thật nó nằm đâu đó chính giữa các bạn và chi nhánh của sàn io tại Hồng Kông đã rút đơn đăng ký cấp phép nền tảng giao dịch crypto với cơ quan quản lý địa phương thì sàn giao dịch này đã yêu cầu người dùng rút tài sản của mình trước ngày 28 tháng 8, đồng thời cho biết là họ có kế hoạch để mà hủy niêm yết tất cả token vào ngày 28 tháng 5 để mà tuân thủ các quy định của địa phương. Nói chung nên thường không biết là ở Hồng Kông họ đang làm gì nữa các bạn, tại vì chúng ta cũng đã biết là họ đã bắt đầu cho phép giao dịch à, từ hè của năm ngoái. Bây giờ đã là gần hè rồi các bạn, gần một năm sau rồi. Họ vẫn chưa có cho thông qua những cái sàn như là Binance hay là Bybit hay, hay gì hết các bạn. Nói tóm lại đó, thì họ đã muốn hỗ trợ người dân để mà giao dịch crypto nhưng mà họ không có việc những cái sàn lớn không biết tại sao luôn nhưng mà sàn kết tội io họ đã quyết định là rút đơn rồi các bạn và cái thông tin cuối cùng dành cho những người nào mà quan tâm đó chính là liên quan tới Dogecoin khoan thì bây giờ tới đâu rồi các bạn nó tóm lại đây hiện bây giờ đang có hai quốc gia muốn dẫn độ đô khoan về quốc gia đó chính là ở hàn quốc và ở hoa kỳ hiện bây giờ đó thì vẫn đang xử lý ở tòa án ở montenegro các bạn nơi mà đô khoan đang ở hiện tại thì đương nhiên nhưng ở bên à, luật sư của Do Khan thì muốn Do được dẫn độ về Hàn Quốc nhưng mà SEC ở Hoa Kỳ thì muốn Do được dẫn độ về Hoa Kỳ chúng ta vẫn chưa biết kết quả bây giờ sẽ như thế nào và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm ví giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn